Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Vì sức khỏe người Việt và ở mỗi một chương trình chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một chuyên gia cùng với một người nổi tiếng để cùng chia sẻ về câu chuyện của họ. Và ngày hôm nay đề tài của chúng ta sẽ là về gì? xin bật mí với quý vị và các bạn đó là đề tài về cân nặng tuy nhiên sẽ không phải là một đề tài về việc giảm cân như thế nào mà làm thế nào để tăng cân và tăng cân một cách an toàn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai khách mời của chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu đầu tiên là một người phụ nữ rất xinh đẹp chị viên hoàng yến Hoàng yến xin kính chào khán giả và chào chị bạch dương và một gương mặt nữa cũng rất quen thuộc với chương trình đó là tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam Đấy, xin chào, chào anh. xin chào mc bạch dương xin chào diễn viên hoàng yến dạ. Hay cũng mong muốn có một vóc dáng khỏe mạnh và nhiều người theo xu hướng giảm giảm nữa và gặp phải tình trạng thiếu cân. Điều này gây nên không ít những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Thiếu cân có liên quan tới nguy cơ tử vong sớm cao hơn 140% ở nam giới và 100% ở phụ nữ. Thiếu cân có thể làm suy giảm chức năng miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng, dẫn tới loãng xương, gãy xương cũng như các vấn đề về sinh sản. Hơn nữa, những người thiếu cân còn có khả năng bị mất cơ bắp do tuổi tác và nguy cơ mắc chứng mất trí cao hơn. Bản thân mình nghĩ rằng phụ nữ hay đấng mày dâu thì với một vóc dáng đầy đặn trông sẽ khỏe mạnh và đầy sức sống hơn ờ, Mình khá là thích mặc đồ body nhưng mà nếu quá gầy thì trông sẽ rất là xấu và trông như cây củi khô vậy ờ, Mình thì hay có thói quen thức đêm làm việc và hay bị stress dẫn đến tình trạng mất ngủ, cân nặng giảm sút và cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi Trước đây mình từng nghĩ rằng gầy thì mặc cái gì cũng đẹp cho đến khi mình rơi vào tình trạng bị sụt cân, người gầy gò, da nhăn và sạm thì mình đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về cái đẹp có những thời điểm mình đã cố gắng thay đổi bằng cách ăn uống đầy đủ bổ sung nhiều vitamin kích thích ăn ngon nhưng tất cả đều không hiệu quả Chúng ta vừa theo dõi một phóng sự về chuyện là ăn mãi mà không tăng cân. Rõ ràng là vấn đề tăng cân hay giảm cân là một vấn đề rất là quan trọng với rất nhiều người. Với xung quanh chúng ta thì có lẽ là các bạn sẽ hay gặp những trường hợp là những người kêu là tôi giảm cân mãi mà không được, giảm đường, giảm bột, giảm ăn đều không thể giảm cân được. Trong khi đó thì điều này rất là mâu thuẫn với những người mà có lẽ ăn rất nhiều, ăn liên tục mà vẫn không tăng được cân. Và đó sẽ là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là một câu hỏi dành cho Hoàng Yến là bạn đã bao giờ gặp những trường hợp mà ăn mãi mà không tăng cân chưa hay là chính bạn cũng đã từng gặp những vấn đề như thế à phải nói là cái cảm giác khi mà trọng lượng cơ thể mình mà nó bị kém so với bình thường ấy thì đời đầu tiên với phụ nữ là làn da nó sẽ không được tươi sáng sức khỏe nó không thể như người đủ cân nặng được mà nói chung tự nhiên như thế thì cái năng lượng tiêu cực nó cũng mệt mỏi ấy lúc nào cũng bị thiếu 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 cân mà thành ra thiếu đủ mọi thứ em có những người bạn mà mà người ta cảm giác là bây giờ có một loại thuốc nào để giúp người ta tăng cân thì bao nhiêu tiền người ta cũng sẵn sàng và người ta bảo là em khổ sở vì cái trọng lượng mình lúc nào cũng kém như thế này mà ăn ăn rất nhiều mà thậm chí là không hề mất ngủ nhưng lại không tăng cân thì không hiểu lý do tại sao thì họ rất là đấy là một nỗi đau lớn của rất nhiều người luôn và chắc là bác sĩ trương hồng sơn rất là muốn chia sẻ về những câu chuyện mà anh thường gặp của những bệnh nhân của mình vâng chúng tôi thấy rằng là đối với bệnh nhân thường gặp chúng tôi ấy thì sẽ có hai tình trạng thứ nhất là có thể là thừa cân giống như vừa rồi thì si bạch dương có nói nhưng cũng có những người khác thì đúng là khốn khổ vì không thể nào mà tăng cân lên được trước kia chúng ta cứ nghĩ là suy dưỡng là chỉ trẻ em thôi nhưng thực ra thì chúng ta ra ngay ra ngoài đường chúng ta cũng thấy là rất nhiều người đôi khi thì có cái tình trạng là suy dưỡng. Đối với cả thuật từ chuyên môn ấy, thì người ta không gọi là suy dưỡng mà người ta có một cái từ nó gọi là thiếu năng lượng trường diễn. Tức là thiếu năng lượng trong một giai đoạn dài đấy thì nó có rất là nhiều cấp độ. Ví dụ cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3. Có rất là nhiều người đấy người ta cũng thử rất là nhiều cách. Có những người thừa cân thì cứ nghĩ rằng là có cái gì đâu tăng cân dễ không mà. Nhưng mà thực ra chúng ta cứ nhìn đến như trẻ em chẳng hạn chúng ta nuôi con đưa cân nặng của con lên cũng không phải là dễ thì đối với cả những người bị suy dưỡng nó cũng như vậy nó cũng những bị thiếu năng lượng trực diễn thì người ta cũng rất khó khăn chật vật để làm thế nào để tăng cân như trong tuần vừa rồi tôi cũng có những cái bệnh nhân mà, anh đi học ở anh về bạn ấy khoảng 26 tuổi rồi cao mét khoảng mét 8 nhưng mà nặng thì 39 cân tức là cả bố cả mẹ đưa đến và nói với bạn đấy là thôi bây giờ không làm việc gì cả chỉ tập trung là xem bác sĩ để có thể điều trị và làm thế nào để đưa bạn ấy trở về bình thường bởi vì thực sự nó trông nó hoàn toàn thiếu dịch sớm à, khi bác sĩ nói là một m tám thì mình nghĩ là có thể là 50 mươi cân nhưng mà đây là 39 cân có nghĩa là ít hơn cả cả người dẫn chương trình là 10 cân <laughs> thì mọi người cái có thể hợp hình dung đấy, như thế nào trường hợp đấy khá là nhiều ví dụ như tôi thấy là trước kia ấy, thì người ta thường hay đưa ra những cái hình ảnh ví dụ như người phụ nữ đẹp thì như thế nào thì cái thời ngày xưa ví dụ như thời phú hưng chẳng hạn người ta sẽ nhìn người phụ nữ ví dụ như là tượng lễ thần venus ấy. Vâng. thì của bức tranh của titan vẽ ấy, vâng. thì nó hơi đề đạm một chút vâng. nhưng mà sau này thì người phụ nữ thì người ta lại nghĩ rằng là cứ càng ngày càng tốt nhưng mà thực ra thì uh, nó cũng là một cái trào lưu xấu Ví dụ chúng tôi thấy là cái người mẫu Carolina ở Brazil ấy, thì khi cô đấy khoảng 18 tuổi cô ấy là một trong những người mẫu rất là đẹp là hoa hậu của Brazil. Đúng. Nhưng mà sau đấy thì khi mà cô ấy thi một số cái cuộc thi và sau đấy đi làm người mẫu thì người ta luôn đưa ra là béo quá khi mặc đồ nó sợ nó không đẹp. Đúng. Thế và cô đấy cô ấy chuyển sang là một cái tư thế là cố gắng là giảm cân tối đa Đúng. và cứ cùng vào cái vòng luẩn quẩn. Chút nữa mình sẽ nói chi tiết về cái vấn lòng cột nó như thế nào. Nhưng cuối cùng thì rơi vào tình trạng suy giữ kiệt quệ Đúng và cuối cùng cô ấy chết khi 21 tuổi. Thế khi chúng tôi giảng bài chúng tôi thường hay đưa lên cái hình ảnh tượng thần vệ nữ và cái hình ảnh của Carolina và chúng tôi thường hay nói rằng là chúng ta hãy cố đi ở đoạn giữa đảm bảo được cái sức khỏe và vẻ đẹp. Cực đoan quá đi theo bất cứ hướng nào ấy, thì chúng ta cũng thấy ngay rằng là nó sẽ có ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đối với sức khỏe. Vâng, đây cũng là một lời nhắc nhẹ của bác sĩ với một số cô gái hay là à, một, số phụ cân. nữ đúng không Hải Yến? Cố gắng muốn giảm cân và gầy nhất. À, nhưng mà quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay đó là những người thực sự là họ, họ không muốn gầy như thế mà tự nhiên họ cứ bị gầy như thế và họ không làm cách nào để tăng cân được. Chúng tôi muốn hỏi bác sĩ là cái vấn đề sức khỏe nó sẽ liên quan như thế nào khi mà mình quá gầy? Nó sẽ liên quan đầu tiên liên quan sức khỏe là miễn dịch. À. Bởi vì khi mà cân nặng mà chúng ta thấp quá, cái hệ miễn dịch chúng ta làm việc không tốt và cái đấy nó còn liên quan đến nhiều ví dụ như chẳng hạn trong mùa dịch bệnh này chẳng hạn thì đối với đối tượng suy dưỡng thì tất nhiên là nguy cơ nó sẽ cao hơn chị dương chị dương rồi. nhá nhớ anh là cân nặng kém rồi. là hệ miễn dịch kém rồi. cái thứ hai thì chúng ta thấy là sẽ liên quan đến yếu tố ví dụ như là như hoàng yến lúc ấy có đề cập đấy da nó sẽ không đẹp rồi. Rồi. và khi mà cơ thể chúng ta nó không đủ ví dụ như không đủ yếu tố kẽm này canxi này magie này vitamin d này rồi. thiếu rất là nhiều cái yếu tố thì nó sẽ làm cái làn da của chúng ta đôi khi nó khô và đôi khi nó xấu nó sạn để suy dưỡng ấy thì bao giờ cũng sẽ dẫn đến cái thiếu canxi thì cái mật độ xương đấy thì nó liên quan đến rất là nhiều đôi khi chúng ta cứ nghĩ là nó đơn giản mật độ xương thấp không sao ừ. nhưng đến khi chúng ta có tuổi bắt đầu hormone của chúng ta thay đổi ừ. thì cái mật độ xương đấy nó có thể nó dẫn đến vấn đề là chúng ta có những bệnh loãng xương thế vì vậy chúng tôi vẫn luôn luôn phải nhấn mạnh là hãy giữ cân nặng của chúng ta ở mức trong giới hạn tốt và ngoài những cái cái hậu quả như trẻ em, thì người lớn lại còn có thêm những hậu quả khác nữa, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sinh sản. Tại vì sao khi mà suy dưỡng quá nhiều ấy, thì cái niêm mạc tử cung ấy nó cũng rất là mỏng và nó rất là khó đậu thai. Vâng, có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những cái chức năng khác của cơ thể nữa, đúng không ạ? Có những cái bạn mà thực sự là không muốn giảm cân hay không muốn gầy nhưng mà là ăn vào lại cứ cứ vẫn gầy như thế, thế thì đấy là nguyên nhân từ đâu ạ? Cái nguyên nhân thì người ta thường hay dễ rất là dễ chỉ ra, tức là nó mất cân bằng về năng lượng, tức là cái năng lượng ăn vào nó không đủ cho cái năng lượng của chúng ta tiêu hao. Có một cái ý rất là quan trọng mà vừa rồi khi bạch dương có đề cập đến là tại sao người ta không thể tăng lên được ấy, vâng. bởi vì người ta rơi vào một cái vòng xoắn gọi là cái vòng xoắn bệnh lý liên quan đến suy dưỡng và biếng ăn. Khi mà bạn bị suy dưỡng thì lúc đấy ấy, cơ thể của chúng ta ấy, nó rất là nhạy cảm và đồng thời nó lại giảm một loạt các loại men. Tất cả cái vấn đề đấy thì nó sẽ dẫn đến, rơi vào cái tình trạng là ăn vào thì cảm giác đầy bụng, khó thiêu. Đấy dẫn đến chán ăn, bởi vì chả ai muốn ăn vào để đầy bụng nữa cả. Yeah. Xong từ chán ăn lại suy dưỡng, nó cứ vòng tròn như vậy. Đấy là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai là ăn nhiều nhưng mà vẫn không tăng cân không được thụ được. Em biết rất nhiều người họ cũng mất rất nhiều công sức, mất rất nhiều tiền nữa luôn rất nhiều thời gian nữa luôn để tìm những cái phương pháp để làm sao bổ sung rất nhiều cái chất vào cơ thể nhưng cuối cùng cái kết quả họ vẫn không nhận được như ý muốn vẫn bị gầy vẫn không tăng cân được à, xin bổ sung thêm một chút là có rất nhiều bạn ấy khi mà gầy ấy thì là sẽ tìm đến một cái phương thuốc đấy là uống thuốc bắc ạ à. tức là mọi người vẫn có quan điểm rằng là uống thuốc bắc thì là sẽ lên cân rất là tốt ấy thì cái đó thì bác sĩ nhận định như thế nào ạ chúng tôi thấy rằng là trong các vị thuốc bắc thì đúng là cũng có một số các vị thuốc nó sẽ liên quan đến vấn đề về tăng cường lên cái khả năng ví dụ như là hấp thu rồi tạo ra cảm giác ngon miệng trong cái lịch sử y học thì khi mà y học về y học hiện đại chưa phát triển ấy, thì đương nhiên là người ta sẽ phải dựa vào thuốc bắc thuốc nang tuy nhiên thì không phải là chúng ta cứ dùng thuốc bắc thì chúng ta sẽ thấy là mọi cái nó có thể an toàn được bởi vì thứ nhất ấy là cái hàm lượng nó kiểm soát trong đấy như thế nào thứ hai nữa là hiện nay ấy, chúng ta đã thấy rằng là cái màng mảng về dược phẩm ấy, người ta đã chế biến rất, rất là tốt rồi thế vì vậy ấy, cái phương án của người ta hiện nay ấy, có thể là y học hiện đại hoặc là có thể là dùng y học phương đông nhưng y học phương đông phải áp dụng với cả những cái thành tiệu về về vấn đề liên quan đến bào chế thuốc ví dụ như chẳng hạn là cũng là những cái thành phần như vậy nhưng người ta với một cái chế biến rất là uh, hiện đại nó chuyển thành dạng nano chẳng hạn thì khi mà chuyển sang dạng nano thì nó sẽ tăng cái tính hòa tan rất là cao, hấp thụ nó cao. và vì vậy người ta không cần phải dùng một số lượng quá lớn. À, biết là ví dụ như dùng số lượng quá lớn ấy thì bao giờ nó cũng có cái mặt lợi thì bao giờ nó cũng có cái mặt tác dụng phụ. thế thì khi cái chế biến đã, cái sản xuất nó tốt thì lúc đấy nó có thể giảm được những cái nguy cơ về tác dụng phụ hơn rất nhiều. nãy chị nói là uống thuốc bắc cái mẹ em đây mẹ em đã từng đây là thực ra thì uh, trước thì em cũng có một cơ thể rất là bình thường, cao hết năm chín sáu mươi và nặng khoảng tầm bốn tám bốn chín cân, rất là ổn. Thế nhưng mà có một thời gian thì cũng bị stress. À, lúc đấy thì em bị kiểu căng thẳng ấy và có những người căng thẳng stress thì họ béo lên đúng không anh? Nhưng em thì là ngược lại, em bị gầy. Giống như là mình cũng là người sống bằng tinh thần ấy, mình mình buồn có khi cả ba ngày em không ăn gì luôn ấy. Em 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 mệt rồi không muốn ăn và nhìn đầu tiên thì chỉ vì là mệt vì buồn không muốn ăn thôi. Nhưng mà cứ không ăn không ăn kéo dài ấy, thành ra nhìn ăn là sợ Mất ăn mất ngủ triền miên và mẹ em rất là hốt hoảng Mẹ em thương em lắm, nhìn thấy thì mẹ em bắt đầu hối hả đi bốc thuốc bắc mà mẹ em là dược sĩ nhá Thì cũng cố để uống nhưng mà ăn còn không muốn ăn mà ngửi mùi thuốc bắc thì làm sao mà Mà có thể nói chung tóm lại là thuốc bắc cũng không giúp được em vào lúc đó Thế thì mà lúc đấy nói chung áp lực lắm, đi làm thì vẫn phải đi làm buổi tối buổi đêm về thì cứ một mình được sống thật cảm xúc trong ban ngày vẫn phải cười nói trong mặt mũi vẫn cứ xấu thế lúc đấy em cũng 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 bất chợt một ngày mình sau gương mình ô không được rồi chỗ này nó hót rồi này lúc đấy trông không còn thần sắc gì luôn thế em bảo là chết rồi thế cái cũng nguy hiểm thế thì uh, em có tâm sự với cô bạn thân thì cái này giống y hệt nó là trước đây nó cũng cũng rơi vào trạng thái như em cũng như thế và nó cũng rất là gầy cô ngày xưa thì ở lớp gọi bà tên là giang còi cơ bà còi mức bà không lớn được lúc nào nó chỉ đứng đến đây em thôi này và bản thân bạn ấy cũng là rất là mất rất nhiều thời gian cũng mất rất nhiều tiền của để tìm cuối cùng thì cô giới thiệu cho em cái viên sủi The Rim Libo viên sủi The Rim Libo thì cô bảo là mày uống đi đây là loại thần dược của tao đúng là lúc đấy cũng bắt đầu quan tâm đến bạn thì nhìn thấy là nó cũng không còn cái cái vóc dáng nhỏ nhắn như ngày xưa nữa da mặt cũng căng hơn cũng có má cũng phính phính hơn thì em bảo là ừ thôi thì đặt niềm tin vào bạn một lần vậy thì người Việt Nam mà em cũng là người Việt Nam thôi thứ nhất là mình nhìn thấy minh chứng rõ ràng thứ hai là nó là bạn thân của mình không lẽ nó xui đẩy của mình cái thứ ba là mình cũng tin vào cái 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 thành công sự thành công của người ta thế em cũng uống em uống một thời gian thì như này này. <cười> <cười> tội Quá wow, thì, thì có vẻ như là thần dược vậy Thực ra thì lúc đấy em có đưa cho mẹ em thì mẹ em là dược sĩ Mẹ em mẹ xem là cái thành phần này nó như thế nào như thế nào Bạn con nó uống nó bảo ok Nó ăn được ngủ được và nó lên cân được thì mẹ em cũng xem qua mẹ mà ok cái này thì mẹ cảm thấy những thành phần này rất là rất là hợp với con vào lúc này bổ sung cho cơ thể của con thì con uống đi thì em cũng uống em uống như kiểu sinh tồn thôi mình không thể xấu được mình phải đẹp để làm việc ấy em cũng uống và của đáng tội là bắt đầu em đã thèm ăn à, em bắt đầu thích ăn rồi em không bị thức xuyên đêm nữa À, em cũng đã ngủ được và dần dần đi đến giờ đấy là em buộc phải ngủ sau khi uống cái viên sủi Dream Libo đó. Thì bản thân em cũng rất là tò mò, mình muốn biết cái cơ chế hoạt động của Dream Libo, viên sủi Dream Libo như thế nào mà nó lại giúp em đẹp xinh trở lại như thế. Thì thực ra ấy, thì để đẩy cân nặng lên thì quan trọng nhất đầu tiên chúng ta phải có năng lượng. Và năng lượng đấy đến từ thức ăn. Bên cạnh cái năng lượng đấy thì chúng ta sẽ phải có một số các cái ví dụ như là men tiêu hóa này, hoặc là có một số các cái thành phần nó liên quan đến quá trình chuyển hóa để mà làm thế nào để tiêu hóa được cái phần thức ăn đấy ừ. nó mang, mang tính hỗ trợ dạ. đối với cả sản phẩm như vừa rồi hoàng yến có hỏi về cái dream Libo ấy thì nó có cái mấy cái thành phần như thế này thứ nhất là cái sâm bố chính dạ. thứ nhất ấy, là nó bao gồm rất là nhiều các cái vi khoáng khoảng 13 vi khoáng trong đấy và đặc biệt thì nó có rất là nhiều những cái thành phần về axit amin cần thiết dạ. chính vì thế nó đẩy vào dạ. và nó có thể giúp cho người ta ăn ngon hơn. Thế còn lại thì còn những thành phần khác, ví dụ như phục linh chẳng hạn. Cái đấy là một trong những cái bài thuốc về liên quan đến an thần. Thế còn đối với cả sự quân tử, thử hay biết nó là liên quan đến cái chống nhiễm rút nó tiêu hóa thức ăn và không chỉ có phần đông y đâu. Ở trong cái thành phần mà ví dụ như là Hoàng Yến có uống cái Dream Libo ấy, thì nó còn có những cái thành phần ví dụ như là lysin chẳng hạn Chúng ta biết là lysin nó là một axit amin. Nhưng nó có một cái đặc biệt quan trọng là khi mà các men tiêu hóa ấy, nó tạo được là nó tạo thành phần của nó là có protein và cái lysine này nó đóng vai trò trong xây dựng các men tiêu hóa đấy. Và chúng ta cũng biết là ví dụ vitamin B1, B2 cực kỳ quan trọng ở cái vấn đề là nó tiêu hóa được các bohirat. Thế chính vì thế các thành phần của nó nó bao gồm cả một loạt các thành phần đấy thì nó sẽ có cái cái vai trò vừa là ăn ngon hơn này, tăng cường cái tiêu hóa tinh bột này, rồi tinh hoại tiêu hóa được cả những cái protein tức là chất đạm này, đồng thời lại có giấc ngủ ngon. Trên thị trường nó cũng rất là nhiều. Nhưng cái sản phẩm này thì chúng tôi cũng đánh giá là một trong những cái sản phẩm khá là ưu việt. Ừ. Lý do là bởi vì nó liên quan đến thể thức của nó. Vâng. ở đây nó là viên sủi. À. Chúng ta biết rằng là viên sủi thì nó rất là nhanh. Vâng. Thông thường thì đưa vào một cái thì vào nước cái thì Chắc nó sẽ tan ngay. Và chúng ta biết công nghệ nano ấy là mới áp dụng trong cỡ khoảng 20 năm gần đây ừ. trong ngành công nghiệp dược phẩm. Tức là tất cả những cái thành phần như vừa rồi Sơn nói ở trên ấy thì đã chế tạo ở dưới cái kích thước là từ 1 đến 100 nanomet thì khi mà rất là bé thế thì nó tăng cái tính tan lên và tính thẩm thấu vào vào cơ thể trong cái sản phẩm này có cả canxi carbonat thì cái canxi này thì nó cũng là một cái loại canxi vô cơ thế thì khi chúng ta đưa vào chúng ta muốn tăng cái hiệu quả của nó lên thì nó phải được ở cái mức rất là nhỏ như thế vì vậy là người ta thông thường người ta sẽ ở cái chế biến với công nghệ nano như thế này thì nó sẽ đảm bảo được cái hiệu quả cái cơ chế về cái sản xuất cái này ấy, thì người ta dùng một cái công nghệ người ta gọi là công nghệ đa đích tức là cái đích của nó ấy là người ta muốn giải quyết những vấn đề một cách gốc rễ ví dụ như chẳng hạn chúng ta biết rằng là đối với bệnh nhân mà đã bị thiếu năng lượng trường diễn thì nó ảnh hưởng về bệnh lý cả những vấn đề về hấp thu cả những vấn đề nền tảng của cơ thể thì ở trong này ấy, thì người ta nhìn vào nhiều mục tiêu ví dụ như là cái mục tiêu là nâng lên cái thể trạng rồi người ta lại nhìn vào những cái mục tiêu ví dụ làm thế nào để tiêu hóa tốt thì tất cả mục tiêu và tăng hấp thụ nữa thì đấy là cái công nghệ như vậy Thông thường thì cái sản phẩm này có thể sử dụng cho khá cái mục tiêu là những cái người nào, những người thứ nhất là thiếu cân, thứ hai nữa là những cái người mà chúng ta thấy trong một giai đoạn mà cảm giác suy nhược. À, tất nhiên thì cái theo hướng dẫn của nhà sản xuất chúng ta sẽ phải sử dụng cho những cái nhóm mà trên 3 tuổi. Thế còn nếu dưới 3 tuổi thì chúng ta cũng có thể sử dụng được trong cái điều kiện là bác sĩ kê đơn. để bác sĩ có cái hướng dẫn thì đấy là những cái mà chúng ta có thể đưa ra. thấu hiểu được nỗi lòng cũng như những mối nguy hiểm tới sức khỏe của những người đang gặp phải tình trạng thiếu cân, qua nhiều năm nghiên cứu, xây dựng công thức dựa trên hiệu quả chứng minh lâm sàng, các y bác sĩ đã điều chế thành công sản phẩm viên sủi Dream Libo với 100% nguyên liệu sạch từ vùng dược liệu sạch chuẩn hóa đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế GMP, kiểm duyệt gắt gao từ khâu lựa chọn nguyên liệu tới điều chế, đóng gói, giúp giữ nguyên dược tính của thảo dược vốn được xem là loại xâm quý giàu chất dinh dưỡng và vitamin giúp bồi bổ cơ thể. Xâm bố chính có trong viên sủi Dream Libo giúp nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng, dùng cho đối tượng gầy yếu, suốt cân, cơ thể suy nhược. Viên sủi Dream Libo còn chứa các thành phần bạch linh, mạch nha, sử quân tử, giúp bộ máy tiêu hóa vận hành tốt, giảm đầy hơi, chướng bụng, tăng khả năng hấp thu. Ngoài ra, thành phần lysine, vitamin B1, D3 kẽm gluconat cùng các thành phần canxi giúp bổ sung các loại canxi vitamin và khoáng chất cải thiện tình trạng chán ăn kích thích ăn ngon việc áp dụng công nghệ hiện đại chiết xuất tinh lọc với ưu điểm không tạp chất hàm lượng hoạt chất cao giảm phụ thuộc vào nguồn gốc và tuổi của dược liệu đặc biệt bào chế dưới dạng viên sủi càng giúp hoạt chất đưa vào cơ thể được thẩm thấu nhanh nhất giúp gia tăng hiệu quả của sản phẩm viên sủi dreamlebo được nhiều chuyên gia đánh giá là giải pháp tối ưu và đơn giản nhất dành cho những người gầy muốn tăng cân và nhận được nhiều phản hồi tích cực của nhiều người đã sử dụng mình có biết đến viên sủi Dream Libo qua một người chị đồng nghiệp Sau khi thấy chị ấy sử dụng có hiệu quả thì sau khoảng 2 tháng thực hiện chế độ nghiêm ngặt với bản thân cùng với sự hỗ trợ của viên sủi Dream Libo thì mình uh, sức khỏe của mình đã có cải thiện lên rất nhiều thèm ăn hơn, ngủ ngon hơn, đầu óc tỉnh táo hơn và cân nặng cũng cải thiện đáng kể Hướng dẫn mua hàng từ video các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.